tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Hey, hey, chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy mà trời thì mưa, âm u, cho nên mình lại nằm nhà, nghe nhạc và post nhạc lên cho vui. Thì hôm nay mình lại ăn món của ngày hôm qua, rồi gần nửa đêm thì mình lại thèm món bánh, tiếng Na Uy gọi là waffle. Tiếng Na Uy gọi là vậy mà tiếng Việt Nam mình nghĩ chắc có lẽ gọi là bánh kẹp. Mà bánh kẹp kiểu Na Uy á, nó mềm mại, nó không có giòn. Cho nên mình thèm. Thì bây giờ mình đem hết tất cả dụng cụ ra để mình làm bánh kẹp. Thì mình có cái loại bột này. Bột này nó pha sẵn rồi. Đó, nó trộn sẵn hết rồi. Mình chỉ có việc đổ nước vào thôi. Nhưng mà mình muốn cho ngon thì mình lấy thêm 2 quả trứng. Đấy, 2 quả trứng. Với lại mình bỏ thêm bột thơm, vanilla, bột thơm. Rồi khi mình chiên á thì mình bỏ thêm tí bơ. Đấy các bạn. Thì bánh Na Uy nó không có giống như bánh Việt Nam mình, nó không có độ giòn nhưng mà nó mềm mại. Thì mình sẽ ăn với lại dâu tây. Đó. Với lại một loại cheese, mà cheese nó màu nâu, mà nó có độ ngọt ở trong cái cheese này. Đấy, mứt dâu tây. Mình đang thèm các bạn ơi. Nửa đêm tự nhiên lại thèm. Nói là nửa đêm chứ bây giờ là mới có 12 giờ đêm thôi. Rồi mình không có đi làm cho nên mình không có ngủ sớm được. Đó, thì nằm nghe nhạc rồi bày vẽ. Đấy. Thì bây giờ mình lấy ra 2 quả trứng cộng với bột mà họ đã pha sẵn và cái máy cái bánh kẹp này của mình. Đấy. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi vào công trình khuấy bột trước nha các bạn. Đấy. Thèm thì phải nửa đêm cũng phải làm các bạn ơi. Chứ không có tiệm chỗ nào mà nó bán cho mình chạy ra mình mua mình ăn hết. Ok nha các bạn. See you. Đây thì bây giờ mình bắt đầu khuấy bột. Cái bánh này mình không có phần phải đánh trứng lên các bạn ơi. Mình chỉ đánh bằng cái kẹp này của mình thôi. Đó. Mình chỉ đánh nhẹ nhàng như vậy thôi. Đó. Nhưng mà trứng thì nó có mùi trứng tanh á, cho nên mình bỏ tí bột thơm. Đây, một đầu dao bột thơm. Ở trong cái bột mình mua mà nó pha sẵn này rồi đó, thì nó đã có bột thơm rồi, nhưng mà mình muốn bỏ thêm. Thì mình chỉ đánh cho nó đều lên. Đây các bạn. Tại mình ở có một mình cho nên mình chỉ làm nguyên liệu nó rất là ít. Thì mình lấy 1 muỗng. 2 cái trứng thì mình bỏ 4 muỗng bột. Đấy. Mình bỏ 4 muỗng bột vào rồi đó bạn. Quậy đều. Cái bánh này làm rất là dễ dàng, mình không có phải dùng rất là nhiều dụng cụ. Mà mình thì mua loại bột pha sẵn rồi đó. Cho nên rất là tiện. Đấy. Thì mình có 1 ly nước. Đấy các bạn, 1 ly nước. Rồi mình chỉ chế 1 ly nước này vào và quậy đều. Thì
thì cái bánh này là mình khi mình quậy mình thấy nó có cái độ vừa đặc chứ không có đặc lắm đó. Nhưng mà đừng có lỏng. Trong này thì nó cũng có bụng nổi rồi đấy các bạn, cho nên các bạn thấy nè, bắt đầu nó có đó, giống như là nó nở đều rồi đó. Nó chỉ cái độ sền sệt cỡ này thôi nha các bạn. Nó chỉ cần cái độ sệt cỡ này thôi. Ok nha các bạn. Bây giờ mình quấy đều, xong mình để nghỉ một vài phút, rồi mình bắt đầu chiên nha các bạn. Ok, see you. Đấy các bạn, mình đã quậy bột xong rồi. Mình cũng để bột nghỉ 10-15 phút rồi. Thì trong khi bột nghỉ thì mình đã mở máy ép cho nó nóng, và đồng thời mình cũng đã bôi bơ vào trong máy ép. Đây là bơ của mình đây. Thì bây giờ thì mình bắt đầu chiên thử cái đầu tiên nha bạn. Đây các bạn thấy không, là nó đã có bơ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ làm thử hai cái đầu. Thường thường những cái bánh đầu tiên á thì nó không được ngon đâu nha các bạn. Những cái bánh đầu tiên á mình không có cho nhiều bột. Tại vì là bánh như là bánh test á, thử á. Cho nên mình đổ để mình thử cái độ nóng và mình thử cái độ bột thôi. Chứ mình không có cho đầy khuôn. Thì bánh đầu tiên là mình thử nó coi như thế nào. Đây các bạn. Rồi. Hồi hộp. See you. Bây giờ mình mở máy ép xem thử bánh nó có thành công không nha các bạn. Mình thì không có thích bánh nó vàng đậm. Nó hơi vàng là mình vừa ý rồi. Đây các bạn, cái độ vàng này là vừa rồi. Đây các bạn, thơm lắm, rất là thơm ngon. Bây giờ mình đút thêm vài cái nữa xem sao các bạn nha. Mình cũng cẩn thận không có đổ quá nhiều bột cùng một lúc. Để mình xem thử là cái lượng bột nó cỡ nào cho cái khuôn này. Thì đây, cái bánh mình nó đã ra lò. Bây giờ mình dùng thử xem là có đủ đạt tiêu chuẩn không nha các bạn. Đấy, để mình xem thử có đạt tiêu chuẩn không. Đấy, mình cho dâu tây vô rồi đấy các bạn. Rồi, mình ăn thử nha các bạn. Mời các bạn ăn. Mình ăn thử rồi các bạn ơi. Ngon, ngon. Bây giờ mình coi thử cái mình chiên lần thứ hai nha. Đấy. Cá chiên lần thứ hai nó ra lò rồi các bạn. Ngon, hồi nãy mình ăn thử rồi. Mình ăn cả với dâu tây và với bơ. Thì cả hai đều ngon hết các bạn ơi. Ngon. Mình đang lên cơn thèm thì
mình phải đi làm ăn liền bạn ơi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn rất là ngon. Hồi nãy mình cho 1.5 muỗng thì bánh hơi nhỏ, bây giờ mình cho 1.5 muỗng rồi mình thêm một chút nữa. Đấy, bây giờ mình chét bơ lên nè. Bánh này ăn với bơ không thôi cũng ngon đó bạn. Người nó uy thì nó chét bơ lên xong rồi nó cho dâu tây vô. Ngon lắm các bạn. Đấy. Thế là đã thành công. Và món bánh ăn vào buổi tối của mình đã ra lò 12 giờ rưỡi đêm đó các bạn. 12 giờ rưỡi đêm mà đi ăn đêm á. Đi ăn đêm, đi ở trong phòng khách của mình, đi trong nhà bếp của mình. Nóng hổi, khói bay nghi ngút các bạn. Đấy. Độc thân vui tính bạn ơi. Người độc thân muốn ăn lúc nào cũng có hết á. Sống độc thân nó còn dễ hơn sống với gia đình nữa nha các bạn. Mình đi làm những món ăn nửa đêm này không có quấy nhiễu ai, không đánh thức ai hết. Đấy, mình thèm muốn ăn lúc nào thì có lúc đó. Đấy các bạn. Ok nha các bạn. Mình tạm dừng nơi đây. Rồi tí nữa mình nói chuyện thêm nha các bạn. Bye bye. Bây giờ mình xem cái bánh đổ lần thứ 3 nha các bạn. Ôi đâu mất rồi? Bánh tôi đâu mất rồi? Đây các bạn. Cái bánh của mình nó dính lên trên cái tầng thứ 2. Mà cái bánh lần thứ 3 này thì rất là đầy đặn. Đó. Rất là đầy đặn và rất là đẹp luôn. Đây các bạn. Nó nằm ở trên tầng thứ 2. Đây các bạn. Rất là đầy đặn. Đúng vào một cái khuôn luôn các bạn. Đấy. Mình nghĩ chắc là mình ở có một mình làm nhiều để nó không có ngon. Mà mình ăn nóng như vậy thì nó mới ngon. Cho nên mình nghĩ chắc là mình sẽ để dành cái bột lại, bỏ tủ lạnh. Rồi sáng mai mình ăn sáng á, thì mình chỉ đem cái lò này ra rồi mình đổ thôi. Tại mình ở một bình mà, thì ăn lúc nào, thèm lúc nào thì đổ lúc đó. Cái loại bột này mình có thể bỏ vô tủ lạnh và có thể giữ được 2 hoặc 3 ngày đó các bạn. Ok nha các bạn. Toại nguyện, cơn thèm cũng đã xong và đạt được ý muốn. Ok nha các bạn. Đấy, bánh đợt thứ 3 bánh bự nè. Vàng, thơm. Ok, see you. Mình vừa ăn bánh, mình vừa xem lại những cái video của cuối năm 2022, đầu năm 2023. Thì mình có về Việt Nam và mình có ra Phú Quốc. Và đây là đoạn phim mà mình đã quay ở Hoàng Thơm. Đảo Hoàng Thơm á, ngày 14 tháng Giêng năm 2023. Mình có rất là nhiều phim ở Phú Quốc, thì hôm nào rảnh mình sẽ up lên cho các bạn xem nha. Đây là một đoạn phim khi mà mình vừa bước chân xuống Hoàng Thơm. Các bạn xem thấy như thế nào? Mình thì mình thấy là rất là ấm cúng.
Trong khi ở Na Uy thì rất là lạnh. Ừ. Mà nhìn cái phim này, sao mà mình muốn trở lại một nơi ấm cúng mà có thể mặc đồ mỏng manh như vậy. Thì hôm nào rảnh mình sẽ up lên những cái phim ở Phú Quốc cho các bạn xem nha. Ok, thì ngày hôm nay, ngày thứ bảy, mình chỉ ra được nhiêu đó phim giải trí. Thì hôm nào rảnh mình sẽ up lên những đoạn phim kế tiếp nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem và chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
đón xem và nhiệt tình ủng hộ cho các nghệ sĩ. Sau đây các nghệ sĩ sẽ giao lưu và cùng chúng I'm gonna